Xin kính chào tất cả quý vị, xin kính chào các thầy, xin chào các bạn. Thì hôm nay xin giới thiệu cái bệnh là viêm đại tràng. Bởi vì là vừa rồi có rất nhiều bạn comment cho tôi và có hỏi về cách chữa bệnh viêm đại tràng. Thế thì đông y điều trị viêm đại tràng từ gốc theo y học cổ truyền đấy, thì viêm đại tràng thuộc phạm trù các chứng tiết tả, tiết lỵ. Nguyên nhân bệnh là do ngoại cảm phong hàn thử thấp nhiệt gây tổn thương tỳ vị, hoặc do ăn uống nhiều chất béo, nhiều mỡ, rồi những chất sống lạnh hoặc cay nóng nhiều, rồi do uống nhiều rượu sẽ gây thấp nhiệt nội sinh ứ trệ ở đại tràng, hoặc do tình trí tổn thương can khí bất hại đến tỳ, do can tỳ bất hòa đấy, đều làm cho chức năng vận hóa của tỳ bị rối loạn, sinh thấp nhiệt bất kết, khí trệ, huyết ứ nên sinh ra đau bụng, đi tiêu, đi tiểu, phân có máu mũi và tiêu chảy. Điều trị bệnh là điều trị từ gốc. Trường hợp viêm đại tràng do thứ nhất là do can vị bất hòa thì bệnh nhân đau bụng dưới, có lúc đau quặn, đại tiện hoặc lỏng hoặc táo, hoặc đi ra nhầy, hoặc là đi vặt không thông, phân nhỏ, mạch hư nhược. Chỉ cần dùng bài thuốc có tác dụng điều hòa tràng vị, bổ tỳ sơ can là khỏi bệnh. Trường hợp viêm đại tràng do thận dương hư thì bệnh nhân tiêu chảy kéo dài lâu ngày, bệnh nhân sợ lạnh, sắc mặt tái nhợt, lưng đau, gối mỏi, tai ù hoặc thính lực giảm. Tiêu chảy thường vào lúc sáng sớm, lưỡi có rêu trắng, mạch trầm tế nhược thì phải cần ôn thận sáp trường là bệnh khỏi. Còn viêm đại tràng do tỳ khí hư thì có biểu hiện như là sau khi ăn thì bị tức ở vùng bụng, đại tiện thì phân nát, có lúc da bọt, mệt mỏi, rồi bị bón, sắc mặt trắng, lưỡi đỏ, rêu trắng, dày. Thì dùng bài thuốc có tác dụng bổ tỳ, tiêu thực là khỏi bệnh. Trường hợp viêm đại tràng do thấp nhiệt thì bệnh thường đau bụng, kèm theo sốt, tiêu chảy, và hoặc là khi đi đại tiện đấy thì mót dặn, phân có máu mũi. Trường hợp này thì cần thanh lợi thấp nhiệt. Còn trường hợp viêm đại tràng co thắt thì tiêu chảy thường xảy ra sau khi bị kích động tinh thần, đau quặn bụng, đi tiêu xong thì hết đau, và thường kèm theo ngực bụng đau tức, chán ăn, có thể ợ chua, bụng sôi, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch huyền tế. Thì cần phải sơ can lý khí, kiện tỳ hòa vị thì sẽ có hiệu quả. Và nên ăn giảm chất béo, tăng cường chất xơ, ăn là nhiều bữa trong ngày. Ăn các loại, nhiều loại rau xanh như lá ngót, rau cải, rau muống. Nhưng chú ý là không nên ăn rau sống, ăn trái cây khô, đóng hộp. Và hạn chế các chất kích thích gia vị, gây kích ứng như là ớt, hạt tiêu. Ngoài ra bệnh viêm đại tràng mạn
đòi hỏi người bệnh phải có tinh thần lạc quan, nên cần tránh những cái lo âu phiền muộn không đáng có. Và chúng ta biết chất xơ là các polysaccharide không tiêu hóa được khi ăn, bao gồm các chất như là cellulose, pectin, lignin, nó có trong các loại rau củ quả. Thì tùy theo độ phân tán trong nước mà chất xơ được chia thành hai loại: chất xơ tan và chất xơ không tan trong nước. Chất xơ tan trong nước thì có khả năng hòa tan trong chất lỏng khi vào đường ruột dưới dạng gel, sẽ có tác dụng chống táo bón, tạo cảm giác no lâu, phòng chống béo phì, phòng ngừa được tiêu chảy và các rối loạn đường tiêu hóa. Còn nguồn thực phẩm có chất xơ tan ấy, thì cùng các loại lá, loại rau, loại trái có độ nhớt cao, như ví dụ như rau đay, rau mồng tơi, lá xương sâm, trái thanh long, các loại đậu nành, đậu ngỡ. Đấy thì là chất xơ mà tan được. Còn chất xơ không tan mà chất lỏng ấy, thì khi vào đường ruột thì nó có tác dụng là chống táo bón, điều chỉnh cân nặng, hạn chế sự tăng cường máu, tăng đường máu đấy sau ăn ở bệnh nhân bị bệnh tiểu đường, để phòng chống tăng cholesterol trong máu, phòng chống ung thư trực tràng. Nguồn thực phẩm có chứa chất xơ không tan đấy thì gồm có vỏ của các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật, vỏ gạo lứt, lúa mì, rồi lúa mạch và nguyên vỏ đấy, các loại rau củ quả. Còn các viện dinh dưỡng quốc gia thì thường khuyến cáo chúng ta như thế này: một người lớn của chúng ta cần ăn khoảng 35 loại thực phẩm khác nhau mỗi ngày. Trong đó phải đảm bảo trên 400 gram rau và trái cây, ăn từ 300 gram đến 400 gram rau củ mỗi ngày thì sẽ nhận được từ 3 gram đến 14 gram chất xơ. Một thức ăn chứa nhiều chất xơ cellulose được sắp xếp theo thứ tự từ nhiều đến ít như sau nhé. Thứ nhất là nhóm ngũ cốc như là cám gạo mè, bánh mè đen, khoai mì, khoai lang, đậu xanh, đậu đũa, đậu rồng, đậu đen, đậu nành, đậu cu ve, mè đen. Đó thì là cái nhất, nó có nhiều chất xơ cellulose. Sau đó đi nhóm rau thì còn có măng khô, nấm mèo, rau câu, măng tre, rau má, bắp chuối, đu đủ xanh, cải song, xương rồng, rau dền, rau lang, cải trắng, cần ta, rau muống. Còn trái cây thì có gọt chuối, vú sữa, thanh long, sầu riêng, cam, dừa, mít, nhãn, nho khô. Tuy chất xơ không sinh năng lượng như các chất bột đường, đạm và các chất béo, nhưng nó có vai trò rất quan trọng trong dinh dưỡng nhờ tác dụng của nó đối với ruột già, với cholesterol trong máu, với đường máu, điều chỉnh cân nặng. Những trường hợp không thường tiêu thụ không đủ lượng rau và các trái cây, chẳng hạn như chúng ta hay ăn ở hàng quán này, ăn cơm hộp này,
do chúng ta phải đi công tác, rồi đi du lịch, hay phải ăn những cái loại đó, hoặc là người già khả năng nhai kém, rồi trẻ em, rồi người bệnh, đặc biệt là những người phải ăn qua ống thông, thì cần bổ sung chất xơ từ những chế phẩm công nghiệp. Đấy, ví dụ như là loại bột mầm đậu nành của Nhật mà tôi vẫn nói gọi là nước ống xanh đấy, gấp cho các quý vị đấy, thì đối với những trường hợp chúng ta không ăn được nhiều, uống được nhiều các chất có chất xơ thì chúng ta phải dùng cái loại nước ống xanh đó của Nhật. Chỉ cần bài thuốc cụ thể thì bài thuốc thứ nhất chữa là viêm đại tràng đấy, thì gồm có bài là gọi là bài nhất là gọi là bài thương lâm thang gia giảm, thì gồm có đảng sâm, xài hồ, cắt căn, tô diệp, tí giới, bán hạ chế, xuyên khung, chỉ sát, bạc hà, cam thảo, sinh khương. Đó. Thì chủng trị của nó là viêm đại tràng co thắt gây nên đau vùng sườn ngực, rồi chậm tiêu, đầy tức, bụng đau quặn đứt dứt, đắng miệng, đại tiện táo bón. Còn bài thuốc thứ hai là bổ trung hợp hương liên hoàn gia giảm, thì gồm có phòng đảng sâm, hoàng kỳ, đương quy, xài hồ, chân bì, bạch chuột, thăng ma, hoàng liên, cam thảo, binh lang, thì chủ trị đại tràng gây ra trĩ, đại tiện khi lỏng khi táo kéo dài hay là tái phát, có khi là máu ra theo phân rồi kèm theo trĩ hoặc là xa trực tràng, đau bụng âm ỉ, xoa bóp trường nóng thì dễ chịu và hay bị sợ lạnh, mạch tế nhược. Bài thuốc thứ ba là bài quy tỳ gia vị thang, thì gồm có đảng sâm, mộc hương, bạch chuột, thán khương, đương quy, hương phụ, táo nhân, bạch đậu khấu, long nhãn, bạch biển đậu, cam thảo, thì chủ trị viêm loét đại tràng ngày đi ngoài nhiều lần, phân dẫn máu và nhầy mũi. Bài thuốc thứ tư là bài thuốc đan chi tiêu dao gia vị thang, thì gồm có đan bì, trúc nhự, cúc hoa, bạc hà, đảng sâm, thương chuột, táo nhân, xài hồ, đương quy, nhân trần, chi tử, chỉ thực, bạch thược, điều trị viêm đại tràng thể táo nhiệt. Bài thuốc thứ năm là bài thuốc xuyên tâm liên độc vị thang, chỉ có một vị xuyên tâm liên độc vị mà, một vị thôi, thì chủ trị là viêm đại tràng thể nát và thể táo, kết hợp dùng thêm nước sắc xuyên tâm liên đấy, thụt hậu môn hàng ngày vào buổi sáng trước khi đi ra ngoài. Thì đấy là trường hợp mà các vị thuốc tôi xin hướng dẫn cho quý vị, còn liều lượng
xin quý vị cứ gọi điện trực tiếp cho tôi. Số điện thoại là 090 878 5667. Thì tôi sẽ hướng dẫn cụ thể, thì sẽ cái sẽ quý vị sẽ bị đại tràng nhưng mà theo cái là bị cái loại tệ đại tràng nào. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng loại thuốc đó. Rất mong là được phục vụ và được góp một chút cái sự hiểu biết của mình cho tất cả quý vị, các thầy, các bạn. Xin kính chào và xin hẹn các quý vị vào những bài sau. Xin chúc quý vị mạnh khỏe, trường thọ. Xin chào.